nhất bay thiên địa, nhị bay cao đường. Để điều chỉnh tâm thái của mình, Tôn Quyền và Cao Tắc có lựa chọn buông bỏ xuống được hay không? Hai tay tôi đã nhuốm đầy máu tươi. Cho tôi sống có lẽ là muốn tôi chuộc tội. Giấu kỹ thân phận mạo danh tính, còn không phải là xảo quyệt sao? Che giấu thân phận, lý do của Ngô Ngọc là gì? Và Triệu Tử Long có phải vì vậy mà để lỡ mất một tấm chân tình? Huynh nghi ngờ tôi là gian tế do phụ thần phái đi. Không lẽ trong đầu huynh chỉ có tận trung với chủ mà không có chút dịu dàng nào sao? Nếu đã là đá cản đường, vậy thì cho hắn biến mất mãi mãi. Chúa công không cần lo lắng, công cẩn đã có cách rồi. Một mình một ngựa quyết chiến ở dốc Trường Mãn, Triệu Tử Long vì tướng soái tài ba có dễ dàng bị người khác tính kế? Không lẽ ngay cả một chút hào khí của Gia Cát Thiên Sinh ngài cũng không có? Kính mời quý vị cùng đón xem tiếp diễn biến vô cùng hấp dẫn ở tập 52 của bộ phim Gió Thần Triệu Tử Long, được phát độc quyền trên TTV11, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh vào lúc 20:10 thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2020, để có thể trả lời được câu hỏi trong chương trình Đồng Hành Cùng Phim Dài Dàng. Mọi thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên trên sóng TTV11, sóng phát thanh FM 103.1 MHz, fanpage, YouTube, app, website tayninhtv.vn và tổng đài 0889 122 333 của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh.